Hôm nay cho đi thăm Hoàng nhá. Hoàng hôm nay sao rồi? Hôm nay khỏe hơn rồi nha. Đến mùa hè mày nha. Nhưng mà cái tay của con nãy giờ con cứ ấy là nó ngứa à? Nó ngứa lắm mà. Cái này buồn bực trong xương trong cốt. À, đang buồn bực trong xương trong cốt. Tại sao vậy? Trước bên ngoài này không phòng hộ nay phòng hộ phá bên trong này. À, tức là mỗi khi thì nó chỉ ngứa bên ngoài thôi mà hôm nay nó đây, đây, đây. Xương cốt bên trong này nó đau. Đây đây, đang đang mượn lên đây già đây những nốt phòng này. Không nó là phòng rộng ra đây. À, thôi mẹ đồng nhẹ nhẹ thôi. Đau á? Vâng. Tức là bên trong nó nhức nối bên trong nữa. Nhức xương. Nhức xương. Mỗi khi nó chỉ có ngứa bên ngoài thôi. Này gần hết thịt nữa rồi. Đúng. Này nó lại chóc chóc em này nha. Ừ. Chân mình cẳng đi. Chứ cẳng chân thì có sao không? Cứ ngồi đi dép lên. Cái chân cũng mấy bữa nay đang phải nhức xương chứ. Đau nhức xương trong. Chân mày nó có vẻ nó teo tóp hơn nha. Đây, đang quá rồi đang xài cho tí ăn rồi đang bị sao đây? Cứ bị đi bị lại nữa mà nay đang bưng ngủ à, nay nó là bưng ngủ rồi nha. Thế chân kia bị không? Này nó lạnh hơn. Nó lạnh hơn. Bên này là từ trước nó bị chớp xong rồi nó nguội lên. Ồ, nó chớp xong rồi bây giờ nó cứ bưng ngủ lên thôi. Khó chịu nha. Bữa nay đang tan rồi còn răng còn đau hết, đau cá xương, đau xương đau cốt nhức nhối như trong. Ừ. Đôi khi bên ngoài thì cũng đã thấy chết rồi, hôm nay nó lại chuyển vô trong nữa. Chứ còn chân gáy thì hôm nay thì sao? Nặng lắm, là cả áo, máu mè dính ở cả áo rồi. Máu mè dính vào cả áo. Bữa nay không biết là trên đây đang đầy nóng quá, nóng xong rồi. Bữa nay bị nặng lắm, bữa nay là van cả áo trong đau nhức xương lắm. Chưa biết mình đau ngoài mà mình nhìn thấy cái đau bên trong mà biết mới mua một lần ra cả máu rồi thì nằm đêm ngủ rồi là nó dính vô ấy à, dính vô với nhà dính bếp chứ áo gì là phải lột hết này. Ừ. Thế nên là phải ngủ lên lá chuối à hay vâng. Sao? Vâng, hôm nay là ngủ trên nó dễ chịu, mình trọc đi xong rồi cho nó dính. À, được cái lấy... Không có áo mùa chống như lại, cái ngày cắt cái áo thì chết. Ừ, được cái này... lấy lá chuối thì nằm lên này nó không dính. Vâng, nó dễ chịu. Ừ. Mình nó xuống rồi xong là mình cắt đi. Chứ còn áo là trước không biết, cứ ngày cắt hai cái áo chứ ạ. Ừ. Dính rồi đôi xong bắt đầu mình cần kéo cái áo ra, hai áo thì coi như là tọc ra luôn. Ừ. Có lần xong rồi cũng không tiếp được phải cắt cái áo chứ. Ừ. Cắt áo là vất đi ạ. Cắt xong rồi, chứ là một cái áo chỉ có mặc cái con lần thì cắt vất tình mặt. Hôm nay nhiều kinh nghiệm lắm rồi. Ừ. Rất đáng thế chứ cũng không dính. Thế bây giờ cái gáy của con có thấy đau không? Ngứa. Ngứa lắm mà. Vâng, rất ngứa. Không phải gáy thôi nhá. Mà gáy thì không được, gáy thì nó cho chết ra mất. Đây, hai bên hông đi nhá. Đây, bên này. Không trong mẹ dưới nước đây luôn thì đây. Cha quê đây này. Thôi được rồi. Nó ngại. Bây giờ thanh niên mà còn mẹ là cứ vạch cái hông ngại. Nhờ. Không sao nhờ. Ừ. Thế giờ con thấy đau đớn nào? Đau lắm, tay đi cho bên đây là đôi cặp quần là té máu luôn. Ừ. Té máu tươi luôn. Rồi nó cặp quần. Đau thì trước còn đau nhiều cái ngày lắm. Nó trơn chân nữa nè, trơn đau rồi mà bây giờ nó ngứa kiểu nó hết cảm giác đau mất cảm giác đau. Ừ. Đau đớn quá, tức là đau nhiều quá bây giờ nó bị chai lì rồi đúng không, nó không có cảm giác nè. Từ ừ. Nhưng mà hôm nay cho nhận thấy một điều đó là hôm nay là Việt Hoàng là nói to hơn, nói lớn hơn nha. À. Lúc nãy bởi vì con nói là nhà đang lạc ở đây, đang lạc cái nơi đậu. Ừ. Cứ thấy trà điện thoại xuống thì vẫn đang trả xuống cứ thẳng nhà cứ đông tàu.
Chào sao? Rất là buồn phấn khởi. Hôm nay cha xuống thì Hoàng thấy sao? Thấy vui đúng không? hôm nay cho thấy con cười rồi đó nè, con cứ ngẩng cái mặt lên nhá, rồi cứ hãy ngẩng mặt lên, kệ nó, đời mình nó là vùi dập từ khi sinh ra cho đến giờ rồi, đau khổ nhiều rồi, và bây giờ có đau thêm tí chả sao, và cứ ngẩng cao đầu lên, coi như là đau đớn nơi thể xác chả là cái gì hết. Mình là chịu là quen rồi nhá, rồi lửa ra rồi, nên là bây giờ có đau thêm tí cũng chẳng sao cả, cứ ngẩng, người ta hay nói là hãy đứng thẳng mà ngẩng đầu lên á, mình không để cho bệnh tật nó vùi dập mình, không để cho bất cứ một cái gì đó nó quật ngã mình. Mình là hoàng mà mình là người mà có gọi là có cái nghị lực á, kiên cường á, ý chí kiên cường của mình á, đúng không? Mình không để cho bất cứ một cái gì nó quật ngã mình, kể cả là bệnh tật, kể cả là đấy. Như vậy là vì phải là Việt Hoàng, chứ còn Việt Hoàng mà lúc nào cũng cứ cúi mặt xuống, lúc nào cũng cứ ủ rũ héo tàn, cứ để cho bệnh tật nó quật ngã mình á, thì như vậy là không được nhá. Bao nhiêu người là thương Việt Hoàng, rồi cha có thương không? Cha thương nhiều nhất á nha. Đó. Cha thương Việt Hoàng này. Mẹ con có thương con không? Mẹ con là đứt ruột vì con á nha. Đó cho nên là muốn mẹ con vui á thì con phải vui lên. Chứ mẹ con hy sinh quá nhiều cho con mà lúc nào con cũng cứ ủ rũ héo tàn như vậy á, mẹ con cũng buồn chứ. Mẹ con cũng mất đi cái động lực chứ. Ô mình vất vả, mình thương con, mình chăm sóc cho con mà chả được cái gì cả, con nó cứ buồn, cứ ủ rũ, có dầu gì như vậy á, mẹ con lại cũng tự nhiên là mất đi cái nhuệ khí, mất đi cái động lực à. Đấy, cho nên là con muốn tăng thêm động lực cho mẹ con, hy sinh hơn nữa để chăm sóc con thì con phải vui lên để mẹ con thấy được cái kết quả của cái sự hy sinh của mình đó. Rồi là nhiều người thương con, bao nhiêu là cô chú thương con từ trước tới giờ, đúng không? Đấy, dõi theo từng bước chân của con á. Nói với cha chứ nhiều hôm mà thấy con nằm vật vã trên giường, đau xong rồi đau nó nằm con quậy, đau nó nằm gãi so rồi nó co quắp người. Mình nói thật với cha, nhiều lúc mình cảm giác như mình không chống chọi nổi, nhưng mà nói thật là mình khóc không dám đứng bên cạnh nhưng mà khóc phải đi tránh đi, họ sợ thấy mình khóc lóc rồi hắn con cái lại bị nữa thêm. Chứ nhiều khi đúng là nói thật với cha, nhiều lúc chạy ra ngoài trời cũng gào khóc to lên, rồi bà khóc thì cũng chờ vô ai người mới phải chịu chứ, chờ gào khóc không giải quyết gì nữa. Nhiều khi thì cái quân nó thật với cha không có những cảm giác là đúng là mình không nhanh tay, không thể dành được sự sống luôn, nhiều lần lắm rồi, nhưng bây giờ con cũng quên được. Rồi nhỏ này cho nên là bây giờ ăn uống cái gì là không dám để hạt cơm, sai nhuyễn hết, cháo sai nhuyễn hết. Chứ không ai ấy mà cứ một hạt cơm thì thôi, vẫn có thể thở luôn. Nhiều lần lắm là vào, cho ăn. Nay còn đỡ, như cái lúc trước là nhà cho ăn xong rồi, nhà nữa cho ăn, tức là không ai dính một tí một chỗ cổ họng, cho nó cứ rất là tuôn ra, tắc cái đường thở. Nhà chàng cái đường thở xong rồi, đi ông đi viện thì không kịp. Bây giờ chỉ xử trí để chó, nhưng mà đấy là phía cha rồi. Mình thì chưa qua trường lớp nên không biết được. Mai mới thấy rồi, chẳng ngang cái đường thở luôn. Nhưng mà cái gì y tá bên cạnh Mai chỉ chạy sang đây, chỉ hút máu, ngủ trong mồm, chỉ hút bằng mồm luôn á. Phải thông cơ. Chỉ có vài giây chỉ hút mà chẳng tin nữa là chết trên tay đi mà. Nhưng mà cũng không biết xử trí nè. Nhưng bây giờ thì biết rồi cái gì? Vâng, bây giờ thì nhiều kinh nghiệm rồi. Bây giờ thì con thì mình biết ăn uống hay là từ mọi... Từ trước mỗi ngày có thể cắt một cái áo, một ngày là cắt một cái áo này. Một cái ngày hai cái. Thế thì máu dính ra xong là cái nhựa dính vào đấy nha. Chứ một lòng mình phải cắt đi, cắt thì không sử dụng nữa. Nhưng mà nay nhiều cái nghiền rồi, ví dụ như là lá chuối, nhà sẵn đấy. Thế xong rồi cứ lốt lá mình sạch hết ra. Thế là rồi hãy nằm đấy đó. Là một là không bị dính, không bị tóc máu ra. Chứ mà để cái áo một ngày một cái thì áo răng mà chống, mình chống cho lại. Đúng rồi. Mình tốn tiền. Nên là nay nhiều cái nghiền hơn. Đúng không? Rồi hôm nay thì từ hồi giờ gia đình của chú Đại á, cô anh chú Đại ở bên Úc á,
dõi theo bước từng bước chân của con nhé. Chú Đại mà bảo là con cứ học đi rồi đến khi mà con học đại học á, chú sẽ chấp cái đôi cánh ước mơ cho con, đấy là con đi đại học được nhá. Đấy thì chú Đại chú thương lắm, không phải là một mình chú Đại của anh mà thôi, mà tất cả các ân nhân của cha đó là những người mà cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho mình, cho nên là đến lượt mình rồi, các cô các chú nó cũng thương những người khác có hoàn cảnh đau khổ, đặc biệt là con nhá. Cho nên là chú Đại của anh cũng như các ân nhân của Cà Giác Sinh Hóa đó là chia sẻ cái tình thương của Chúa đến cho con. Mặc dù con ở bên lương, con không có biết, con không có đi đạo, nhưng mà qua những cái công việc bác ái từ thiện mà cha đem đến cho con, qua những cái tấm lòng mà của các ân nhân gửi gắm cho con như cô anh chú Đại, rồi cô Ngọc, rồi cô Vân, rồi nhiều cô nữa, thì đó là cái tình thương mà Chúa trao tặng cho con nhá. Con phải cảm nhận được cái điều đó. Hôm trước ông Kevin ông nói làm sao con nhớ không? Ừ, đó thì tất cả đều là do Chúa ban cho mình qua tay những ân nhân, cho nên là con hãy biết được điều đó nhá. Thế rồi con cố gắng rồi luôn luôn là đứng thẳng và ngẩng đầu lên nhá, kêu cầu với Chúa, xin Chúa giúp con nhá, để cho con luôn luôn được đứng thẳng và luôn luôn ngẩng đầu lên, con có sức mạnh để con vượt qua được những đau khổ trong cuộc sống hàng ngày nhá. Có Chúa trong cuộc sống của con là con không có cần phải lo lắng cái gì mà hết. Cảm ơn. Hôm nay cha đem tiền đến cho con đây này. Đấy, đây là mấy triệu đồng, 3 triệu đồng của chú, của chú Đại nhá, chú Đại của cô anh ở bên Úc nhá. Và con cảm ơn cô chú đi. Con đi đại học nhưng mà con vẫn chưa chắc chắn được, có nhiều vấn đề xảy ra. Vấn đề gì mà xảy ra? Vấn đề gì? Đi học thì vấn đề con cũng ngại vấn đề bị đối xử. Đối xử chả sao hết. Con thấy bao nhiêu người cái hoàn cảnh còn bi đát hơn con đó, người ta vẫn đi được chứ, đại học được chứ. Đừng có ngại cái gì hết nhá. Mình đấy, nhưng mà mình cũng đang còn có cái khuôn mặt đẹp giống như con, đúng không? Nhiều đứa còn lâu mới theo được như con có cái mặt đẹp như vậy nhá. Rồi có mái tóc đẹp giống như con, rồi cao ráo như con. Mình chỉ thua các bạn bè đó là mình không có ngón tay ngón chân thôi. Nhưng mà mình mặc dù không có ngón tay ngón chân, mình vẫn diễn lách được nhá. Đừng có ngại nhá. Đừng có ngại người ta đối xử, phân biệt đối xử cái gì hết. Đừng có để cho cái đó nó quật ngã con nhá. Cứ hãy vươn lên, cứ hãy hy vọng, hãy tin tưởng vào tương lai nhá. Chú Đại, chú luôn đồng hành với con. Đừng có để chú phải thất vọng về con nhá. Cứ đấy đi chứ đừng. Chứ nếu mà con có chân có tay, có ngón chân ngón tay như người khác thì con bình thường, điều đâu có gì là đặc biệt đâu. Con không có như người ta, con không được bằng người ta mà con vươn lên hơn người ta, thì cái đó mới là cái vĩ đại, cái điều vĩ đại mà con làm được nhá. Thì con phải cố gắng con làm được cái điều vĩ đại mà người khác không làm được. Thì cha cũng luôn đồng hành với con, chú Đại của anh rồi mọi người, các ân nhân luôn đồng hành với con để chấp cho đôi cánh ước mơ của con thành hiện thực nhá. Cố gắng lên nhá. Chứ đừng có nghĩ bảo ô tôi chả làm được cái điều đó đâu, tôi ra ngoài đó rồi bạn bè người ta nhìn mình ánh mắt nọ kia, kệ người ta nhìn mình con mắt nào cũng được, miễn là mình luôn đứng thẳng và ngẩng đầu lên là được. Còn ai nhìn mình hay ai đối xử phân biệt đối xử mình hay là kỳ thị mình hay cái gì không quan trọng. Cái quan trọng đó là cái ước mơ của con có đạt được hay không, cái điều đó nó mới là quan trọng nhá. Phải cố gắng nhá. Rồi con hứa với chú Đại là con cố gắng nhá. Ừ.
Đó, từ Chú nay không trở sợ đi, con đấy. từ nay trở đi là hàng tháng là chú Đại sẽ gửi tiền cho con nhá. Ừ. Đấy, đây là tháng 6 với tháng 7 nhá. Ừ. Rồi tháng 8, tháng 9 thì cha sẽ xuống tiếp nhá. Cho nên là cứ cố gắng lên, đừng có ngại một cái gì cả nhá. Ừ. Thế mà ở gần thì gia đình đã xếp cho chú Đại rất là nhiều, làm cái rất là nhiều mai nhà đang rất nhiều mai cua đúng không? Rồi gửi cho chú Đại một ít ít lạc này, Nhiều lạc lắm. tức là đậu phụng đó, Vâng. rồi ngô ngô là bắp á, Bắp khoai nhá. đó. Ừ. Ở trong Nam người ta người lạc là đậu phụng, Vâng. ngô là bắp, khoai Ở đây là nhiều đậu lắm, khoai khoai đậu này. nữa. Ừ. Đậu xu có sẵn trước đây. Rồi hay là gửi sang cho chú Đại, nhưng mà chẳng chẳng biết gửi theo cái gì. Thật gia đình mấy lần trước xuống cũng đều lấy quà cho cháu hàng, gia đình không biết nói gì cả, chỉ biết là cảm ơn chú Đại rất là nhiều, cảm ơn cha. Chú Đại mỗi lần xuống đều quà tặng cho quà rồi động viên về tinh thần cũng như Ôi, cháu chú Đại ơi, cái trái tim của chú Đại to lắm, tên là Đại cho nên là trái tim là cũng là đại luôn đó. Không phải là chú giúp mình con đâu, với lại giúp chú nhiều Đại người lắm. Chú Đại còn giúp cả cái cô cái chị Hải ở trên Thường Xuân mà bị giống như con đó. Giúp cho nhiều người khác nữa. Chú Đại có cái trái tim lớn lắm, mà trái tim đó là trái tim của Chúa đấy. Chú cảm nhận được tình thương của Chúa, cho nên là Chúa mới có thể chia sẻ được như vậy. Còn nếu không á thì con người ta ai cũng muốn giữ lại cho mình á, không muốn san sẻ, nhưng mà khi mà người ta cảm nhận được tất cả đều là hồng ân Chúa ban cho mình rồi thì lúc đó người ta rất là dễ, người ta chia sẻ cho những người đang còn khó khăn hơn mình nhá. Con cố gắng rồi con học cho giỏi để khỏi phụ lòng chú Đại của anh với các ân nhân của Caritas Thanh Hóa nhá. Rồi hôm sau cha sẽ xuống tiếp nhá. Rồi hết lòng cảm ơn anh Đại, chị Anh, cảm ơn gia đình của anh chị rất nhiều đã luôn đồng hành cùng với em Việt Hoàng ở đây, em Hải, rồi còn nhiều người khác nữa có hoàn cảnh khó khăn, thì xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho gia đình của anh chị. Rồi chúc cho con khỏe nhá, lúc nào cũng phải cười lên nhá. Ừ. Cười như vậy nó mới duyên chứ. Rồi cứ phải đứng thẳng và ngẩng đầu lên, đừng có để cho cái gì nó quật ngã mình nhá. Bệnh tật cũng không quật ngã được mình, những cái ánh mắt không thân thiện của người khác cũng không quật ngã được mình, rồi là cái sự kỳ thị hay là cái phân biệt đối xử hay cái gì đó coi nó như không nhá, như cái lông hồng, không cần phải quan tâm đến những cái điều đó nhá. Rồi. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nốt đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.